Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Món ăn ngoài thuốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, từ lâu trong dân gian đã không ít người biết về cây sung. Cây sung thì có giá trị trong đông y rất là cao và cũng có nhiều công trình nghiên cứu cho rằng là cây sung trị được rất là nhiều bệnh. Thực hư thì cây sung sẽ trị được những bệnh nào, cũng như là những bộ phận nào của cây sung sẽ trị được bệnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá trị dược liệu của cây sung trong chương trình Món ăn thuốc ngày hôm nay cùng với sự xuất hiện của Lương Y Nguyễn Công Đức quý vị nhé. Xin chào Lương Y ạ. Chào Thúy Liễu, chào bà con đang xem đài. Dạ thưa Lương Y, cây sung thì chúng ta thấy là được trồng rất là nhiều nơi đúng không ạ? Và nhiều gia đình thì chúng ta cũng thường có những cây sung ở trước sân, và giá trị của cây sung thì cũng không phải là nhiều người biết, và đặc biệt là trong đông y nữa. Thì ngày hôm nay thì trước hết thầy có thể giới thiệu về giá trị dược liệu của cây sung không ạ? Thưa bà con, thực ra thì lâu nay nhiều người, nhiều bài và trên mạng cũng có nói nhiều về cây sung. Nhưng mà trong cái chương trình Món ăn bài thuốc của Đài Truyền hình Long An hôm nay, mục đích chính tôi sẽ phổ biến cho bà con một cái bài thuốc tí nữa nói bí mật chút xíu. Tuy nhiên cái cây sung thì ai cũng biết, ha, nội mà bước vô nhà mà thấy cái sung kiển mà ngày Tết mà thấy trái đùm đề là người ta mê lắm rồi. Đó là những cái đặc biệt. Tuy nhiên về mặt y học thì cây sung từ xưa người ta đã biết làm thuốc. Và nó cũng có tên khoa học đàng hoàng, chứ không phải là khơi khơi nói cây này cây nọ đâu. Cây sung thì cái tên khoa học của nó là Ficus racemosa, là cái họ nó là họ Moraceae, tức là cái họ dâu tằm quý nhất ở trong cây sung. Mỗi khi nói tới dùng lá thì người ta nói là lá sung tật đây. Tự nhiên không phải mà nó có, nhưng mà nó bị một cái loại sâu, nó có tên là Silida. Nó là một cái ký sinh trùng để cho nó bám lên cái lá này, nó lấy nitơ của khí trời để nó cho lá, đồng thời cái lá sung này là cho lại nó là đường để cho nó sinh sống, cho nên nó có những cái nốt sần này. Mà nốt sần này chính là thuốc bổ trong đông y. Nói tới cây sung mà để bổ huyết thì lá sung tập đó, cái đó là cái rất là rõ. Cái bộ phận thứ hai cũng là bổ máu, đó là vỏ của cây sung. Nhưng mà nếu so với cái lá sung tập thì không thể bằng cái lá sung tập được. Thì trong cái tác dụng theo đông y á, nó là thông huyết chỉ thống. Thông huyết tức là máu huyết lưu thông, chỉ thống nghĩa là thì giảm đau. Trong những trường hợp nào lợi tiểu này, tiêu thủng tức là người bị phù, tự nhiên hai cái chân nó phù đi tiểu là nó vàng, thì uống lá sung thì thấy đi tiểu thông, cho nên người ta nói mới là thông tiểu. Và tiêu thủng tức là nó đang phù cái là nó hết phù. Tiêu viêm, và đặc biệt là cây sung là bổ máu, đó là tác dụng chung của cái cây sung. Thế mình nói từng cái bộ phận của cây sung thì ta thấy giá trị nó như thế nào. Thứ nhất là nhựa của cây sung. Cái nhựa sung thì chữa được mụn nhọt. Thế bây giờ nhựa thì có dễ không? Xin thưa bà con, chỉ cần lặt cái trái một cái nè là nó đã có nhựa. Cái bệnh mà rõ nhất để mà dùng cái nhựa sung đó là dời leo. Tôi nói là zona, nhưng mà thực sự dời leo, bẻ cây sung lấy cái nhựa này bôi là coi như nó khống chế, khỏi bị khoáng, khỏi có phun rượu, khỏi phun trầu gì nó dơ. Là cái nhựa sung này đã giải quyết được tốt. Là bệnh tha trực tiếp lên. Đúng rồi, lấy nhựa sung này thoa trực tiếp lên cái chỗ mà dời leo á. Cái thứ hai là sinh em bé xong, coi như là nó bú không hết, ngực căng quá, chịu hết nổi, thì lấy nhựa cái sung này, cứ lấy nhiều bẻ, bôi xung quanh là vú của bà mẹ thì thấy là nó giảm đau. Nó giảm đau và sữa tiết nhiều, em bé bú thông cho nó không có tắc tia sữa nữa. Đó là cái nhựa sung là cái thứ hai. Một cái nữa là hay đau chân cẳng mà nó sưng mụn nhọt lên thì cũng được. Cái bắp chuối tự nhiên đau, thoa cái nhựa mũ sung cũng có kết quả. Rồi là chốc lỡ, tức là trên đầu nó tự nhiên em bé mà mất mớ gì, tự nhiên nó chốc đầy hết trơn, cũng lấy cái nhựa mũ của cái sung này bôi lên thì thấy nó hết. Rồi có một cái nữa là cứ cái gì mà nó sưng cục lên, nó đau, nó chưa thành mủ
thì cứ lấy cái mũ cây sung này bôi lên thì thấy nó sẽ mềm ha. Nếu mà nó được thì nó tan luôn, còn mà nếu nó muốn thành mũ thì nó thành mũ, ta nặng mũ ra. À, đó là cái ý nghĩa riêng của cái mũ cây sung. Lá và còn quả sung nữa thì chắc là nó cũng sẽ có công dụng riêng đúng không ạ? Đúng như vậy. Thì theo y học cổ truyền thì cái cây sung là độc đáo của cái trái sung, mà nó chín là nó nhuận trường, trị được cái táo bón. Cái này thì rõ ràng. Và hiện nay thì bà con ta cũng biết có một loại cây sung mà ở Mỹ nó du nhập qua Việt Nam, ta gọi là cây sung Mỹ. Trái nó to thế này, ha, chỉ cần một trái thôi là coi như ngày hôm đó đi tiêu rất là ngon lành rồi, không có bón biết gì nữa hết. Để mình ăn trực tiếp trái chín. Ăn trực tiếp với trái chín luôn. Còn nếu như mà để dành á thì chúng ta sẽ là sấy khô nó đi để dành. Tuy nhiên nó quá ngọt cho nên cái người mà tiểu đường thì người ta hơi ngại ha đối với cái trái sung. Đó là cái thứ nhất. Còn một cái nữa đó là quả sung. Còn cái lá thì là cái cholesterol mà cao á, không? Rồi là men gan cao thì cứ lá sung này mỗi ngày như thế là 100 gram tươi nấu với 1,5 lít, còn lít uống cả ngày thì coi như 2 tuần sau đi xét nghiệm lại là thấy cholesterol xấu là nó hạ xuống, nó men gan trở lại bình thường, mỡ máu nó trở lại bình thường. Cái này mới là cái đặc biệt để mình nói về cái cây sung, chứ mình nói chung chung thì là nó không hấp dẫn đấy. Cái đó là về lá sung. Nhưng mà lá sung thì lá nào cũng được hay là những cái lá mà có tật như thế này? Nếu có tật thì nó giá trị nó hình như là gấp 4, gấp 5 lần. Nhưng mà nếu không có thì cứ lá thế này cũng được. Lá đẹp, bánh tẻ thế này là cũng sử dụng được. Bao nhiêu lá? Coi như nãy nói đó là lá tươi là 100 gram mỗi ngày cho một người. Nấu với lại 1,5 lít, còn 1 lít là uống cả ngày. Cái đó là về cholesterol cao, về mỡ máu cao, rối loạn chuyển hóa mỡ, men gan cao. Thế bây giờ còn một cái nữa rất đặc biệt đối với cái lá sung, đó là cái gì đó? Tiểu đường. Người bị tiểu đường là chỉ một mình lá sung không là mỗi ngày là 20 lá. Không có cái lá sung tập thì cứ như thế này. 20 lá như thế này cũng được. Là nấu uống là coi như nó ngay đó là ổn định. Nhưng nếu được phối hợp nó với lá ổi nữa, tức là 20 lá ổi, 20 lá sung. Chúng ta đã có dịp nói trong cái chương trình trước của cái đài truyền hình Long An. Thì đó là cái bài thuốc mà nó ổn định được đường huyết. Đấy là về lá sung nha. Rồi một cái nữa là trị được cái gì nữa nè? Chống viêm, giảm béo. Chuyện mà giảm béo là cái này nó hấp dẫn. Là người mà béo phì thì là nhờ gì? Nhờ nó ổn định được cái chuyển hóa cái mỡ. Rồi một cái nữa là đặc biệt của cái lá sung thì người ta thấy dùng lâu dài thì các cái khối u nó được khống chế và nó không có phát triển. Cho nên mình cũng có thể nói thêm cái là nó chống được cái ung thư. Như vậy thì trái sung chính là trị táo bón ha, là nhờ rồi. Nó nhuận trường. Nó sống cỡ này á, là coi như là thay cho cái lá chúng ta uống là để ổn định là đường huyết nè, ổn định là chuyển hóa là mỡ, để giúp cho giảm cân nè. Bà con thấy ở trên bàn thì trái sung cỡ này là được nè, là đẹp lắm rồi. Rồi nếu mà có đây là trái mà nó lớn hơn tí cũng tốt. Tôi đã bổ sẵn nó ra là chẻ làm đôi, làm tư là trên cái đĩa mà chúng ta thấy. Tức là đầu tiên là bà con nên nhớ nè, cái sung mà nó ra trái là nó ra từ cái cuốn này nè. Cái này là tại vì làm chương trình mà tôi ăn gian cắt luôn. Nhưng mà nếu mà định thu hái thì chúng ta chỉ lặt trái thôi. Vì cái cuốn này để lại thì nó sẽ tiếp tục ra trái. Đó là cái cách mà chúng ta để tái sinh, chứ không lặt hết rồi nó hết luôn. Khoảng 5 kg về là lặt trái ra, bà con mới rửa sạch để cho ráo ha, để ráo xong rồi mới chẻ ra làm tư hay làm hai tùy ý. Đây chẻ cái như cái trái này là chẻ đôi là được rồi. Rồi xong rồi phơi nắng mạnh đi cho nó khô. Nếu mà nó còn ẻo ẻo một chút xíu á, bà con làm ơn là sấy cho nó thật khô. Rồi đem vô là xay trong cái máy xay sinh tố cũng được, máy xay tiêu cũng được. Tóm lại tức là làm sao cho nó ra bột mịn thôi. Xay nhuyễn nó xay nhuyễn nó thành bột mịn.
thì sử dụng như thế nào? Để trong cái lọ kín, nhớ là cho thật khô nha, chứ để ẩm ẩm rồi nó mốc. Là mỗi ngày là 3 lần, một lần là một muỗng cà phê bột nha. Xin thưa với bà con là nhắc lại nè, bột của trái sung, chứ không phải là lấy cái trái sung đi nấu để trị sỏi thận, sỏi mật là không có kết quả. Mà phải là bột rồi mới uống ngày 3 lần, mỗi lần một muỗng cà phê lưng lưng như thế thôi. Trước ăn, sau ăn gì cũng được. Khoảng tháng rưỡi, có những trường hợp mà sỏi mật nó có thể là 7 ly. Vậy mà thấy nó bùng rồi nó hết, rồi sỏi thận, rồi thấy nó cũng rất là lớn. Nhưng mà 2 tháng là đi siêu âm lại thấy là nó hết. Cái này từ lâu tôi đã nói đông y không trị được sỏi thận, sỏi mật. Nhưng hôm nay nó có cái bài thuốc từ trái sung, thì cũng xin giới thiệu với bà con là trái sung mà tán bột mịn ha, trị được sỏi thận, sỏi mật. Để bà con có thể là lưu ý để sử dụng. Như Lương Y có chia sẻ từ nãy giờ là cây sung chúng ta có rất nhiều bộ phận có công dụng trị bệnh, như là lá sung nè, rồi nhựa, rồi trái sung hay là mũ sung. Lúc nãy Lương Y có nhắc đến cái vỏ cây sung nữa, thì không biết là vỏ cây sung là có trị được cái gì ạ? Mình không có khuyến khích là sợ bà con hái vỏ rồi cây nó chết tội nghiệp. Nhưng mà vỏ của cái thân cây sung là nó bổ máu. Bổ máu, cho nên bà con thấy thay vì mình nói lá thì cứ chặt lá thì nó ra lại, đằng này nói vỏ thì đem lột vỏ thì coi nó chết đi, nó bổ máu. Cái là chúng ta ở đây chúng ta chỉ liệt kê những cái công dụng của cây sung thôi, còn sử dụng như thế nào cũng tùy vào bệnh của bà con, đúng không ạ? Như Lương Y có nói là nãy giờ chúng ta thấy là có rất nhiều công dụng trị rất là nhiều bệnh, thì có trường hợp nào là chúng ta không nên dùng cây sung không ạ? Có nhiều người họ cảnh báo là không nên dùng trái sung vì sử dụng trái sung nó sẽ bị sỏi thận, sỏi mật. Thế tự nhiên hôm nay trong chương trình của Đài Truyền hình Long An mình lại bảo trái sung trị được sỏi thận, sỏi mật, thì chẳng qua nó chỉ khác ở cái chỗ là cách sử dụng vậy thôi. Còn nếu mà mình nấu nó lên thì nó có một cái tác dụng khác, thì đó là cái chuyện mà chúng ta bỏ nó ra, né ra. Cảm ơn Y rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Lương Y đã chia sẻ chúng ta rất nhiều công dụng từ cây sung, đúng không ạ? Rất nhiều bộ phận cây sung có thể là trị được nhiều bệnh khác nhau. Và quan trọng là một bài thuốc mà Lương Y rất là tâm đắc, đó chính là trái sung mà chúng ta làm thành bột có thể là trị được là sỏi mật và sỏi thận. Đến đây thì chương trình Mỗi Bài Thuốc cũng xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.